Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine, ông Yuri Inat cho biết, Nga có đủ lực lượng máy bay không người lái cảm tử để sử dụng tấn công Ukraine hàng ngày. Kể từ khi triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã thường xuyên sử dụng UAV Shahed-131 và Shahed-136 do Iran sản xuất để nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo ông Yuri Ignat, Nga đang tích trữ các loại vũ khí như UAV, tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cho các cuộc tấn công mới. Không quân Ukraine cho biết, Nga đang phóng thêm tên lửa hành trình Kinzhal KH-101 và KH-505 từ máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-95MS. Chúng tôi đã thấy Nga sử dụng tên lửa Iskander và tên lửa từ hệ thống S-400 trong các cuộc tấn công vào Kiev. Tuy nhiên, Nga sử dụng UAV nhiều hơn. Hiện tại, Nga đã có đủ UAV để tấn công Ukraine mỗi ngày theo nhiều hướng khác nhau, ông Ignat nói. Bình luận trên của ông Ignat được đưa ra trong bối cảnh lực lượng Nga tăng cường tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Ukraine. Giới chức Ukraine cũng cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga sẽ leo thang trong mùa đông khi Moscow tập trung vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev. Đêm 18 tháng 12 theo giờ địa phương, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ được hai máy bay không người lái Shahed của Nga, được phóng từ Primorsko-Arktas ở vùng Krasnodar của Nga. Trước đó, thì ông Ignat cho biết, Nga đang sử dụng máy bay không người lái Shahed cải tiến, được trang bị vật liệu hấp thụ radar và sơn màu đen để ngụy trang trên bầu trời đêm. Bộ Quốc phòng Anh cho biết, Nga có thể sẽ mở rộng khả năng phóng UAV để bảo vệ lực lượng của mình, đồng thời gây áp lực cho nỗ lực phòng không của Ukraine.